Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh khuyến mãi Toyota. Em là Tài, nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý Toyota. Hôm nay đã bước qua thời điểm tháng 6 năm 2022 thì chắc hẳn rằng về việc chương trình khuyến mãi và giá cả của tất cả các dòng xe Toyota sẽ thay đổi đôi chút. Và trước màn hình của quý anh chị chính là một mẫu SUV cỡ nhỏ của nhà Toyota, Toyota Ray 2022. Hiện tại xe đang có màu là đỏ nóc đen. Toyota Ray 2022 được ra mắt tại thị trường Việt Nam với màu như là đỏ nóc đen, trắng nóc đen, vàng nóc đen, xanh nóc đen. Ngoài ra chúng ta sẽ có gồm những màu đơn sắc như màu trắng, màu đen và màu đỏ để cho quý anh chị thoải mái lựa chọn về màu sắc của Toyota Ray 2022. Và trong clip ngày hôm nay em sẽ xin review lại những điểm nổi bật hiện có trên mẫu nhà Toyota Ray 2022 để cho quý anh chị xem lại một lần nữa. Kèm theo đó là sẽ là báo giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi cho quý anh chị ở thời điểm đầu tháng 6 năm 2022 này, để xem rằng chương trình khuyến mãi của tháng 6 có gì khác so với tháng 5 và giá cả lăn bánh cho quý anh chị tại tỉnh và Hồ Chí Minh sẽ là như thế nào. Trước khi đến với phần báo giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi cho quý anh chị ở thời điểm đầu tháng 6 năm 2022 thì xin mời quý anh chị cùng em cùng nhìn lại vẻ đẹp hiện có trên mẫu Toyota Ray 2022 này nhé. Toyota Ray là dòng crossover được sản xuất bởi Daihatsu Toyota Nhật Bản, ra đời lần đầu tại thị trường Nhật Bản tháng 11 năm 2019 dựa trên nền tảng DNGA. Toyota Ray về kích thước có thể coi là một dòng xe thuộc phân khúc SUV A+. Toyota Ray chính thức ra mắt vào ngày 4 tháng 11 năm 2021 tại thị trường Việt Nam với một phiên bản. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đối thủ cạnh tranh của Ray chính là Kia Sonet, Hyundai Kona và Honda HR-V. Ngoại thất của chiếc xe Toyota Ray thoạt nhìn có cảm tưởng như một chiếc RAV4 thu nhỏ. Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm mới DNGA của Daihatsu thay cho TNGA của Toyota. Toyota Ray 2022 sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4030, 1710, 1605mm. Nhìn trực diện, Toyota Ray 2022 trông khá hầm hố với mặt ga lăng hình lục giác cỡ lớn. Bên trong là cấu trúc dạng lưới giúp làm mát động cơ tốt hơn, từ đó tối ưu hiệu suất vận hành. Cụm đèn trước có thiết kế góc cạnh, lòi hẳn ra ngoài trông khá ngầu. Đèn pha sử dụng công nghệ LED hiện đại kèm tính năng tự động bật tắt. Phần nắp capo cũng được nhấn nhá bởi hai đường gân dập nổi. Hai bên là cụm đèn sương mù LED nằm trong phần ốp chữ T nằm ngang. Phía trên là cảm biến trước. Nhìn từ bên hông, Toyota Ray 2022 tắt lên vẻ thể thao với bộ vành 17 inch lớn nhất phân khúc, có cấu trúc 5 chấu kép dạng sấy bắt mắt. Toyota Ray 2022 còn ghi điểm cộng với khách hàng trẻ nhờ có nóc sơn đen cá tính tương phản với màu sơn thân xe. Xe được trang bị cặp gương chiếu hậu có tính năng gập, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ. Phong cách thiết kế góc cạnh được duy trì xuyên suốt đến đuôi xe, nổi bật nhất là cụm đèn hậu LED nối liền bởi hai thanh nẹp màu đen. Khu vực cản sau Toyota Ray phản phất hình ảnh của Toyota Wigo, nhấn vào sau rồi hơi phình ra với ốp nhựa đen bao trọn. Nhìn tổng thể phần dưới khá đơn giản, thiếu chút cảm giác bề thế của một chiếc SUV thực thụ. Tương tự các sản phẩm mới của Toyota, xe sở hữu khoang nội thất theo xu hướng hiện đại thay vì thực dụng mà khách hàng vẫn thường nghĩ về Toyota. Mặc dù sở hữu các thông số về kích thước tương đối khiêm tốn, nhưng chiếc SUV cỡ nhỏ Toyota Ray vẫn có được không gian nội thất rộng rãi và thiết kế khá bắt mắt, hiện đại. Nội thất của xe được đánh giá là hiện đại, ưa nhìn, thiết kế táp lô đường nét rõ ràng, vật liệu với tông màu đen, tuy chưa phải cao cấp nhưng toát lên vẻ bí ẩn, sang trọng và bền bỉ. Các chi tiết mạ bạc được bố trí khéo léo tạo điểm nhấn cho khoang cabin. Thiết kế vô lăng 3 chấu bọc da với các nút chỉnh âm thanh và đàm thoại rảnh tay. Vô lăng chỉ chỉnh được hai hướng nhưng có chế độ trợ lực rất nhẹ. Đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng với màn hình 7 inch, thậm chí người lái có thể chọn 4 chế độ hiển thị cho màn hình đồng hồ với 4 phong cách khác nhau. Màn hình giải trí trung tâm dạng nổi kích cỡ 9 inch cho phép nắm bắt các thông tin điều khiển, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, đem đến tiện ích giải trí thuận tiện. Cần số cũng được thiết kế mới, bố trí cao nhằm tạo sự liên lạc thuận tiện khi điều khiển. Hệ thống điều hòa tự động, âm thanh 6 loa. Hàng ghế trước chỉnh cơ toàn bộ tương tự đối thủ Kia Sonet. Tuy nhiên, có một điểm ăn tiền hơn là tựa đầu dạng rời, có thể điều chỉnh linh hoạt, không cố định như chiếc SUV nhà Kia. Hàng ghế này cũng được bố trí bệ tì tay ở giữa. Hàng ghế sau đầy đủ tựa đầu 3 vị trí, khoảng trần và chỗ trống để chân cũng rất ổn, không quá gò bó hay chật chội. Cốp sau khá rộng rãi với dung tích 369 lít, có thể lên đến 1.133 lít nếu gặp phẳng hàng ghế thứ hai. Tuy là một mẫu xe 5 chỗ gầm cao giá rẻ, nhưng Toyota Ray vẫn được hãng xe Nhật đầu tư hệ thống an toàn chuẩn mực, bao gồm phanh ABS, EBD, PA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm biến trước, sau, camera lùi và 6 túi khí. So với đối thủ Kia Sonet thì công nghệ an toàn của Toyota Ray vượt trội hơn hẳn. Các tính năng như cảnh báo điểm mù hay cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi,
trên Ray. Hiện tại nhiều mẫu xe hạng B, thậm chí hạng C ở Việt Nam vẫn chưa có. Đây là một điểm cộng lớn cho Toyota Ray. Vừa rồi quý anh chị đã cùng em xem qua những điểm nổi bật hiện có trên mẫu Toyota Ray 2022. Và bây giờ không để quý anh chị chờ lâu hơn nữa, em xin mời quý anh chị đến với phần báo giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi cho mẫu xe Ray 2022 này. Hiện tại xe đang có giá niêm yết công bố tại thị trường Việt Nam là 547 triệu đồng. Để xe lăn bánh, quý anh chị bắt buộc phải có các khoản chi phí sau. Thứ nhất đó là thuế 10%, tương đương là 54 triệu 700 ngàn. Ngoài ra phải có phí biển số, nếu mà quý anh chị ở Hồ Chí Minh, phí biển số của mình sẽ là 20 triệu đồng. Nếu mà quý anh chị ở tỉnh huyện thì phí biển số của quý anh chị sẽ là 1 triệu đồng. Chúng ta sẽ gồm có các khoản chi phí khác như là đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm dân sự bắt buộc. Các khoản phí này đâu đó tầm khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng nữa. Sau khi cộng hết các khoản chi phí mà em kể trên thì giá lăn bánh của mẫu Ray 2022 này tại Hồ Chí Minh đâu đó tầm khoảng là 624 triệu đồng. Nếu mà quý anh chị ở tỉnh huyện thì lăn bánh đâu đó tầm khoảng là 605 triệu đồng. Quý anh chị lưu ý, giá lăn bánh mà em vừa báo thì chưa bao gồm gói khuyến mãi từ kênh khuyến mãi Toyota. Ngoài ra, nếu mà quý anh chị đang có nhu cầu mua xe trả góp thì cần chuẩn bị trước giúp em là 167 triệu đồng. Và hiện tại đang được kênh khuyến mãi Toyota hỗ trợ lãi suất cực kỳ tốt, chỉ từ 0.6% trong tháng, và hỗ trợ cho quý anh chị vay lên đến 80% giá trị xe và tối đa được 7 năm. Và vì thế là quý anh chị muốn biết giá lăn bánh chi tiết cũng như là gói quà tặng khi mà mua xe trực tiếp tại kênh khuyến mãi Toyota sẽ gồm những gì. Ngoài ra, quý anh chị muốn biết thêm về bảng trả góp ngân hàng mỗi tháng cụ thể sẽ như thế nào thì hãy gọi cho kênh khuyến mãi Toyota qua số hotline phía bên dưới màn hình. Chúng em luôn có một mức giá lăn bánh cực kỳ hợp lý, gói khuyến mãi cực kỳ tốt và cũng như là tư vấn cực kỳ nhiệt tình đến quý anh chị khi liên hệ trực tiếp. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất về cập nhật giá và chương trình khuyến mãi của tất cả các dòng xe Toyota từ kênh khuyến mãi Toyota. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị ở video tiếp theo.